Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giải bài tập số 12. Viết hàm tìm giá trị dương đầu tiên trong mạng một chiều các số thực. Và nếu như không có cái giá trị dương nào thì phải trả về kết quả là âm 1. Rồi, thì mình sẽ giải thích sơ qua về cái yêu cầu của bài toán này bằng hai cái ví dụ nhỏ. Đấy. Ví dụ ở đây mình cho một cái mạng thực cũng có 3 phần tử như sau là -100.5, 4.67 và -6. Thì các bạn có thể thấy dễ dàng nhận ra thì chỉ có ở trong cái ví dụ đầu tiên này thì chỉ có số 4.67 là số dương duy nhất đó. Thì nó sẽ trả về là kết quả là 4.67. Đúng không ạ? Và nếu như ở đây là cái mạng một chiều của 3 phần tử là 100.5, 4.67 và 0.6. Nhưng mà như ta thấy thì rõ ràng là ở đây có hai số dương ạ. Đúng không ạ? Nhưng nó chỉ lấy cái số dương đầu tiên này thôi ạ. Đấy. Nó cho nên là nó sẽ trả về kết quả là 4.67 chứ không phải là 6. Đấy. Rồi tiếp theo, với trường hợp như đề bài đã nêu thì nếu trường hợp không có số dương thì ở đây mình sẽ đưa ra một ví dụ là mạng một chiều gồm 3 phần tử là 100.5 này, -4.67 này và -6 này. Nó rằng ba cái số này đều bé không ạ, đều là số âm đúng không ạ? Cho nên là nó sẽ trả về kết quả là -1. Đấy. Rồi ok. Thì thuật toán để giải bài tập này thì mình sẽ nói như sau. Cái thuật toán để giải bài tập này thì nó cũng khá là đơn giản. Thì mình cần phải có cái hàm nhập mạng này, xuất mạng này, đó là điều đương nhiên đúng không ạ? Và sau đó mình sẽ tạo ra một cái hàm mà dùng để tìm ra cái số dương đầu tiên đó. Và làm sao để tìm ra nó thì chúng ta sẽ sử dụng một cái vòng lập for. Nó sẽ đi lần lượt qua các cái phần tử và nó sẽ so sánh với không. Nếu như tại vị trí nào mà có cái giá trị phần tử đó mà nó lớn hơn không thì nó sẽ return luôn. Đấy, nó sẽ in ra cái kết quả, trả về kết quả return là kết quả ví dụ ở tại vị trí AI mà nó lớn hơn không, đúng không ạ? Thì nó sẽ trả về AI luôn. Đấy. Và nếu như đi hết một lượt tất cả các phần tử của mạng mà nó không tìm ra một cái số dương nào thì nó sẽ trả về kết quả là -1. Đấy. Và với trường hợp mà có nhiều số dương ở trong mạng thì nó chỉ lấy cái số dương đầu tiên. Đấy. Rồi, về chi tiết chương trình thì mình sẽ làm như sau. Đầu tiên mình cũng cần phải khai báo một số cái thư viện cho nó, Etherio, Corneo, Mark, và khai báo một cái đỉnh điểm, cái Mark có độ lớn là 100. Và sau đó là hàm nhập mạng và hàm xuất mạng. Với hàm nhập mạng và xuất mạng thì đã quá quen thuộc với chúng ta rồi đúng không ạ? Đấy. Thì ở đây mình chỉ nói sơ qua về hàm nhập mạng thôi. Ở trong cái hàm nhập mạng này thì các bạn cần lưu ý đến trường hợp khi chúng ta nhập cái số phần tử nó không nằm trong cái mark này thì mình sử dụng cái câu lệnh câu to này. Đấy, để chúng ta có thể kiểm tra điều kiện. Và khi cái điều kiện nó đã đúng thì chúng ta sử dụng cái vòng lập for để in ra các cái câu lệnh để chúng ta có thể nhập được các lần lượt nhập các cái phần tử trong cái mạng đó. Tiếp theo là cái phần xuất mạng. Xuất mạng này thì nó rất đơn giản. Chúng ta chỉ cần sử dụng một cái vòng lập for và sau đó sử dụng câu lệnh print để in cái phần tử của mạng ra. Rồi sau đó mình sẽ đi vào cái hàm mà hàm này mình có thể đặt tên cho nó là dương đầu tiên. Số dương đầu tiên. Đấy, đặt như vậy cho nó dễ hiểu luôn. Đây sẽ là A float A. Và đây sẽ là in N. Đúng không ạ? Rồi, ok. Trong cái hàm số dương đầu tiên này thì mình làm như thế nào? Thì mình sẽ sử dụng một cái vòng lập for này như đã nói ở trước này. Đấy, khởi tạo cái giá trị ban đầu có biến chạy là bằng 0 này. Và chạy đến n-1 này.
Tất nhiên đây sẽ là y cộng đúng không ạ? Ở trong lòng một for này thì mình sử dụng một câu lệnh if này. Nếu như mà này, cái a phần tử ai này nó mà lớn hơn 0 này, đúng không ạ? Thì này nó sẽ return về này. Return về ai này. Ok. Và nếu như tất cả đây không đúng thì nó sẽ return về trừ 1 này. Ok. Rồi, tiếp theo là mình sẽ đi vào cái hàm main. Trong hàm main này thì mình cũng cần phải khai báo những cái biến như sau, biến n này. Tiếp theo là cái mạng a này. Kích thước của nó sẽ là max. Đây sẽ chấm phẩy nữa. Và sau đó mình sẽ phải gọi cái hàm nhập mạng. Và sau đó sẽ là cái hàm xuất mạng. Đúng ạ. Sau khi đã gọi cái hàm nhập mạng và xuất mạng thì chúng ta sẽ làm một cái thao tác như sau. Mình sẽ khai báo một cái biến float là số dương này. Dương đầu tiên, dương đầu. Đấy. Nó sẽ bằng cái kết quả trả về của cái hàm số dương đầu tiên này, đúng không ạ? Nó sẽ bằng số dương đầu tiên này. Quan kích vào đây này. Nó gửi y cho mình đấy. Đây sẽ là a và n chấm phẩy đây đấy. Và sau đó sẽ dùng cái câu lệnh print để in ra cái kết quả. Số dương đầu tiên của mạng là, đây sẽ là phần trăm chấm 3f, vì đây là số thực đúng không ạ? Và đây sẽ là kết quả, địa chỉ của nó sẽ là dương đầu. Ok. Và get. Đương nhiên là phải có return. Rồi, như vậy là mình đã xong cái hàm main. Rồi bây giờ mình sẽ chạy cho các bạn xem. Chúng ta sẽ cùng kiểm tra xem nó có chạy đúng không nha. Rồi, như vậy là nó đã không có lỗi đúng không ạ? Rồi, ở đây mình sẽ nhập một cái số phần tử là 3 đúng không ạ? Thì các bạn nhập bất kỳ số thực nào cũng được. Đấy, thì khi mình nhập các cái phần tử A0 là trừ 23.3 này và 34.4 này, chấm 5 này và 45 này, thì nó đã in ra cái mạng đó và nó đã in ra cái số dương đầu tiên của mạng là 34.5 đúng không ạ? Đấy. Rồi mình sẽ thử với cái trường hợp mà sẽ in ra trừ 1 đúng không ạ? Để in ra trừ 1 thì các bạn cần phải nhập số âm cả. Đây số phần tử mình nhặt đặt là 3 đi. Mình các bạn nhập âm cả thì đương nhiên nó sẽ ra 1 thôi. Bây giờ mình sẽ kiểm tra xem nó có thật sự đã một không nhỉ, âm một không nhỉ. Đấy, thì nó đã in ra cái kết quả là số dương đầu tiên của mạng là âm 1, đúng không ạ? Nó đã in ra kết quả âm 1 rồi, đó, theo yêu cầu của bài toán. Rồi, thì trên đây là cái bài tập tìm cái giá trị dương đầu tiên trong cái mạng một chiều của số thực. Và nếu không có thì trả về kết quả âm 1. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.